nhà đất Hồng Sơn, chuyên bán nhà thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cũng như Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào quý anh chị, quý hàng, các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Chúc anh chị một ngày mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Và để đưa lên những căn nhà, những lô đất pháp lý sổ hồng riêng, giá cả hợp lý, có hỗ trợ ngân hàng, diện tích lớn nhỏ từ 50m² cho tới 1-2-300m², 1000m², nhà phố, nhà cấp 4, nhà biệt thự hoặc nhà xưởng. Buổi chiều hôm nay em đang có mặt tại phường An Phú thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để review cho quý vị hai căn nhà, một trệt một lầu, có diện tích ngang 4, dài 17, có phòng ngủ ở dưới. Công năng sử dụng gồm phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ. Nhà này có hướng đông bắc, gần với chợ, trường học, gần với ngã 6 An Phú thuộc vòng xoay An Phú. Vị trí căn nhà này gần với đường lớn. Nhà này có con đường phía trước rộng 7m nhé quý vị, lòng đường 5m, vỉa hè mỗi bên 1m là 7m, hướng đông bắc. Ở đây đang có 2 căn mới hoàn thiện xong. Bên đây một căn nhé. Và bên đây một căn, em sẽ review cho quý vị xem căn này trước vì căn bên chưa có vệ sinh nhà xong. Quý vị nào đi xem em dẫn xem hai căn luôn nhé. Nhà mới hoàn thiện xong. Quý vị nhìn lại con đường phía trước này. Từ đây mình đi ra chợ đi bộ chỉ hết tầm khoảng 5-7 phút thôi nhé. Gần với khu du lịch sinh thái Hố Lang, gần với vòng xoay An Phú. Quý vị đi xem nhà, hẹn gặp em ở vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú, em sẽ dẫn vào xem. Mặt tiền được chủ nhà ốp đá lên tới trên luôn. Phía trên cùng mình có ban công phía trước. Buổi chiều mình có thể ra ban công này ngồi uống nước trà được nha. Cửa chính ở đây được chủ nhà làm hai lớp cửa này. Ở ngoài mình có một lớp cửa sắt 4 cánh, chủ nhà hàn rất là kiên cố. Phía trong có một lớp cửa cuốn đức trong đây. Di chuyển vào trong đây mình có hè để xe máy nhé. Ở đây mình có thể để được vài chiếc xe máy ở đây. Nhà ngang 4, dài 17, chủ nhà thiết kế phòng khách rộng, có một phòng ngủ ở dưới, phía trên thêm 3 phòng ngủ nữa nhé. Quý anh chị nào đang tìm nhà có phòng ngủ ở dưới để dành cho người lớn tuổi hoặc nhà có trẻ nhỏ thì hãy xem kỹ video của em. Nếu thấy hợp lý hãy alo cho em để em dẫn đi xem nhé. Giá căn nhà này rất là mềm, chỉ có 2.650.000.000 thôi quý vị. Nhà ngang 4 dài 17 như thế này, giá này rất hiếm nhé. Ở đây chỉ có 2 căn thôi. Không gian phòng khách này, vách hai bên của phòng khách được chủ nhà ốp cao tầm khoảng 1m và được chủ nhà trang trí những bức tranh lụa rất là đẹp. Nhà chủ nhà để tông chủ đạo là màu trắng kem, rất là sáng nhé. Không gian phòng khách thì chủ nhà đi hệ thống trần trí thì cao, đèn hắt trần lên rất đẹp nhé. Và có một quạt trần ở giữa phòng khách. Vách hai bên chủ nhà để những bức tranh rất là dịu nha, nhìn mát mẻ. Đường phía trước này, đường 7m, xe hơi di chuyển vào thoải mái và xe hơi có thể quay đầu được ở con đường này nha quý vị. Bây giờ mời quý vị mình vào trong để tham quan phòng bếp cũng như phòng ngủ ở dưới. Giờ mình sẽ lên lầu trên. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ để em có nhiều động lực review những mẫu nhà đẹp lên cho quý vị xem tham khảo nha. Khoảng trống phòng khách này mình có view rộng để kê bồn ăn, 4 ghế 6 ghế ở đây thoải mái nhé. Ở dưới gầm cầu thang này mình để được tủ lạnh hai cánh rộng rãi này. Bên kế bên bếp này mình để được một máy lọc nước. Dàn tủ bếp được chủ nhà làm hai dàn tủ gỗ sồi tự nhiên. Trên và dưới tha hồ mình để đồ nhé. Vách thì được chủ nhà ốp kính cường lực sơn màu xanh. Phía trên không gian phòng bếp nhà mình có hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí ở trên đây rất là đẹp. Và vách bên hông của phòng bếp nấu ăn nhà mình có một tủ rượu rất là đẹp nha.
chủ nhà làm bằng tủ gỗ sồi Nga. Quý anh chị về có những bình bông hoặc những chai rượu mình có thể để về đây. Di chuyển về phía cuối căn nhà, mình có một phòng ngủ ở dưới cũng như phòng vệ sinh ở cuối căn nhà. Đây là phòng ngủ ở tầng trệt này. Quý vị nào đang có nhu cầu tìm nhà có phòng ngủ ở dưới thì hãy liên hệ với nhà đất Hồng Sơn, đi xem hai căn nhà này đều có phòng ngủ ở dưới và trên thêm 3 phòng ngủ nữa nhé. Cửa chính được chủ nhà làm bằng cửa gỗ sồi tự nhiên. Cửa bên hông được chủ nhà làm cửa lùa hai cánh bằng nhôm sinfa. Mình di chuyển phía cuối căn nhà, ở dưới mình có một chậu rửa mặt, gương soi. Phía trên mình có giếng trời lên trên để mình lấy gió và lấy ánh sáng tự nhiên của căn nhà nhé. Bên đây mình có phòng vệ sinh tầng trên. Phòng vệ sinh này có vòi tắm đứng, massage sen thuyền, bạn cầu đúc, rất là đẹp nha. Bây giờ mời quý vị mình lên lầu trên để tham quan kỹ căn nhà nhé. Quý vị nhìn lại không gian tầng trệt một lần nữa này. Nhà rất là đẹp. Giá 2 tỷ 650 triệu đồng. Quý anh chị có nhu cầu đi xem, hẹn gặp em ở vòng xoay An Phú, em sẽ dẫn vào xem căn nhà này. Nhà này cách vòng xoay An Phú đâu đó tầm khoảng hơn 1 km nhé. Bây giờ mình cùng di chuyển lên trên. Cầu thang chủ nhà làm chủ gỗ sồi tự nhiên nhé. Tay vịn gỗ sồi và kính cường lực 12 ly. Đá được chủ nhà làm đá đen kim sa. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh. Nếu thấy căn nhà này hợp lý thì mình có thể chia sẻ mẫu nhà này lên trên Zalo, Facebook để anh em bạn bè người nhà của mình cùng xem, cùng tham khảo. Nếu chị nào có nhu cầu xây thì hãy xem kỹ video của em. Nếu thấy hợp lý thì mình có thể áp dụng xây theo nhé. Khoảng trống cầu thang chủ nhà để giếng trời ở đây. Ở đây có bức tranh ban công này. Phòng ngủ bên đây mình có cửa lùa hai cánh. Và đây là phòng ngủ thứ hai của căn nhà. Mỗi căn nhà thiết kế khác nhau một chiếu. Căn nhà này có 3 phòng ngủ và căn kế bên có 4 phòng ngủ. Tuy nhiên căn nhà này có sân phơi ở phía sau. Ở đây mình có sân phơi đồ. Đây là chỗ kê máy giặt nhé. Giếng trời lên trên này. Chủ nhà thiết kế rất là hợp lý nha quý vị. Bên đây mình có chậu rửa nhé. Chậu rửa mặt cũng như gương soi ở đây. Trong đây là phòng vệ sinh thứ hai của căn nhà. Cửa phòng vệ sinh được chủ nhà làm cửa nhôm sinfa. Hay vòi tắm massage sen thuyền. Rất là đẹp. Phòng tắm cũng rộng rãi nha quý vị. Bây giờ mình sang tham quan phòng ngủ thứ ba cũng như phòng thờ phía trước. Tổng nhà này có 3 phòng ngủ quý vị ạ. Còn căn kế bên là có 4 phòng ngủ nha. Quý anh chị nào có nhu cầu như thế nào thì cứ alo cho Sơn để mình đi xem trực tiếp. Hai căn nhà có giá tương đương như nhau. Ngang 4, dài 17, hướng Đông Bắc. Cách vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú chỉ tầm hơn 1 km thôi. Đây là phòng ngủ thứ 3 của căn nhà này. Sàn trên đây được chủ nhà lót gạch bóng kính giả gỗ nhé. Hệ thống trần chỉ thì cao này. Tất cả phòng ngủ đều được chủ nhà đi đường âm máy lạnh cũng như hệ thống cáp nét âm tường hết. Cửa phòng ngủ thì được chủ nhà làm bằng cửa gỗ sồi Nga tự nhiên nhé. Cửa phòng vệ sinh cũng như cửa sổ thì được chủ nhà làm bằng cửa nhôm sinfa. Đây là phòng thờ này. Phòng thờ rộng rãi nhé. Phía trước của mình có ban công này. Đây là ban công phía trước của căn nhà. Mặt tiền phố rất là đẹp nha. Chủ nhà ốp lên tới trên luôn. Đây là con đường từ trên xuống dưới này quý vị. Nhà rất an ninh yên tĩnh nha.